Phần 7 có tên là 二手衣服, 免费送人. 二手衣服, 衣服 là quần áo, còn 二手 là second hand, tức là quần áo cũ. Rồi, 二手衣服 là quần áo cũ, 免费 là miễn phí, 送人 là gửi tặng cho người khác. Rồi như vậy là 二手衣服 免费送人, tức là quần áo cũ gửi tặng miễn phí cho người khác, 免费. Và sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc trước một lần nhé. Jiang Yu, jin nian 35 tuổi, trú tại Bắc Kinh. 2015 năm trước, ta rất thích mua quần áo mới, mỗi ngày đều mua quần áo. Nhưng mà hiện tại, nhìn thấy nhiều quần áo, làm ta rất không vui vẻ. 所以他做了一个平台, 收二手衣服, 送二手衣服。 人们有不想要的衣服, 可以送到江宇这里。 江宇会穿上这些二手衣服, 拍照, 在网上告诉大家, 衣服的情况。 喜欢这些衣服的人, 可以不花钱, 领走衣服。 很多女孩现在都是这个平台的粉丝。 Vừa rồi các anh chị đã nghe và hiểu được nhiều không ạ? À, bây giờ mời mọi người nghe mình giải thích chi tiết nội dung của bài nhé. Jiang Yu, chi nén 35 tuổi. Jiang Yu năm nay 35 tuổi. Jiang là họ Khương. Khương là củ gừng, củ nghệ nói chung á, nhưng mà cái họ thì âm Hán Việt là họ Khương. Ví dụ như Hoảng Jiang là cái củ củ nghệ, cái củ màu vàng vàng á. Còn La Jiang là củ gừng vì nó cay, La là cay. Rồi, còn chữ Yu là chữ Vũ. À, vũ trụ, Yu Châu là vũ trụ. Rồi, Jiang Yu, chi nén 35 tuổi, trú tại Bắc Kinh, sống ở Bắc Kinh. 2015 năm trước, 2015 năm là năm 2015, còn 2015 năm trước là trước năm 2015, sến này có nghĩa là gì sến. Ta hẳn sự hoan mại xin y phu, cô ấy rất là thích mua quần áo mới, xin y phu. Mày thiên, tôi mài y phu, mỗi ngày đều mua quần áo mới hết. À, cái phiên âm mình để là y phủ là tại vì từ phú này mình không có cái phiên âm khinh thanh nên là để nguyên cái thanh gốc của nó. Tán sư xin dài, nhưng mà bây giờ khán trơ trơ mơ tô y phủ, trông thấy nhiều quần áo như vậy. Khán trơ trơ mơ tô y phủ, trơ mơ tô là nhiều như vậy, trơ mơ tô y phủ là nhiều quần áo như vậy. Răng tha là khiến cho cô ấy, làm cho cô ấy hình bổ khoai lơ, tức là hình bổ cao riêng, rất là không vui, có nghĩa là rất là chán hay là rất là buồn gì đó, nói chung là không vui. Sở dĩ ta cho là gì cơ hiện tại, sở dĩ ta cho là gì cơ hiện tại, sở dĩ là cho nên, ta cho là cô ấy đã làm, gì cơ hiện tại tức là một cái trang cá nhân, gì cơ hiện tại là trang cá nhân. Sâu ai sâu y phu, sâu là nhận. Thu, âm hóa Việt là chữ thu hoặc là chữ thâu, có nghĩa là nhận. Ơ sầu y phu là quần áo cũ. Xung ơ sầu y phu và tặng quần áo cũ. Rỉnh mên dù bố sàng giao ta y phu. Bố sàng giao là không, không muốn hoặc là không cần. Bố sàng giao ta y phu là quần áo mà mình không cần tới. Rỉnh mên dù bố sàng giao ta y phu, tức là mọi người có những quần áo mà mình không cần tới. Khở gì xung to có thể gửi đến Jiang Yu trở lì, ở chỗ của Jiang Yu đây, ở chỗ của Khương Vũ đây. Rỉnh mên dù bố sàng giao ta y phu, khở gì xung to Jiang Yu trở lì. Jiang Yu huê, chữ huê đây là sẽ, Khương Vũ sẽ, xoan sang là mặc vào, trơ xe ở sổ y phu, những cái quần áo cũ này, rồi pai trao, tức là chụp hình lại, hoặc là quay phim lại. Jiang Yu huê, xoan sang trơ xe ở sổ y phu. Trai hoàng sang là ở trên mạng, ở đâu mới làm gì nha. Trai hoàng sang là ở trên mạng, cao su ta giá, cho mọi người biết, cao su là cho biết, cao su ta giá là cho mọi người biết. Y phu ta chỉnh khoan là cái tình trạng của quần áo đó. Ví dụ nó cũ hay nó mới, nó có chỗ nào bị lỗi không, có chỗ nào bị dính bẩn không, hay là dành cho những cái dạng người như thế nào, vân vân.
Mình sẽ đọc lại nha. Jiang Yu hui chuan shang zhe xie er shou yi fu pai zhao, zai wang shang gao su da jia yi fu de xing huang. Xing huang là chữ tình hình hay tình trạng. Mình dùng rất là nhiều chỗ, ví dụ sẽ sĩ xing huang tình hình học tập, cung cho xing huang là tình hình công việc, rồi thân thể xing huang tình hình sức khỏe, vân vân. Kế tiếp nữa, xì hoan zhe xie yi fu de ren, xì hoan zhe xie yi fu là thích những cái quần áo này. Xì hoan zhe xie yi fu de ren tức là những người mà thích quần áo này. Khở gì bu hoa xẻn, có thể là không cần phải tốn tiền. Hoa xẻn là tốn tiền hoặc là tiêu tiền. Khở gì bu hoa xẻn, có thể không cần phải tốn tiền. Lĩnh chầu yi fu, nhận quần áo về. Liền là nhận, chữ liền là chữ lãnh, chữ lĩnh á. Lãnh đạo cũng dùng từ này. Lĩnh chầu là nhận đi, lĩnh chầu yi fu, nhận đi những cái quần áo này. Hành tố nữ hải, rất nhiều những cô gái. Xen trai tố sư trơ cơ phiến thải tờ phần xưa. Hành tố nữ hải, xen trai tố sư, rất nhiều cô gái. Hiện nay đều là, xen trai tố sư là cái gì nè? Trơ cơ phiến thải tờ phần xưa. Phần xưa là người hâm mộ, người ngưỡng mộ. Trơ cơ phiến thải tờ phần xưa là những người hâm mộ cái trang cá nhân này. Và đến đây thì mình xin kết thúc cái phần 7 này. Mời mọi người nghe mình đọc lại một lần nữa nha. Jiang Yu jin nian 35 tuổi, trú tại Bắc Kinh. 2015 năm trước, ta hẳn sử hoan mải xin y phụ, mỗi thiên tố mải y phụ. Xin dài, tan sư xin dài khăn trơ trơ mà tố y phụ, rằng ta hẳn bù khoai lơ. Sở dĩ ta chua là y cơ bình thái, sâu ơ sở y phụ, xung ơ sở y phụ. Rên mên dù bố xẻng yào tờ y phụ, khở dĩ xung tàu Jiang Yu trơ lì. Jiang Yu hui chuan sang, trơ xế ơ sở y phụ, pai trào, zai wang sang gao su ta jia y phụ tờ xình khoang. Xì hoan trơ xế y phụ tờ rên, khở dĩ bù hoa chèn lĩnh chầu y phụ. Hẳn đốt nữ hải, xin chai tô sư, trơ cơ phiến thải tờ phần xưa. Và đến đây là chúng ta kết thúc phần 7. Chúc mọi người học thật vui, hiệu quả. Và không quên like và share để hỗ trợ tinh thần cho thầy nhé. Đăng ký nữa, xin cảm ơn.